cái con này em còn giấy tờ mua bán có em mua không còn em mua có còn mới nó còn vẫn còn bảo hành sốt xếp mà anh căn bản anh em học trên Hà Nội nên là em mua laptop nó không dùng nữa vì nó vẫn còn mới mà anh cứ check thoải mái. Con này em mua ở Hà Nội Computer là tầm 18-19 triệu đấy. Mua lâu chưa? Mới mua tầm khoảng chắc được chưa đến 1 năm, tầm 10 tháng, tầm 10 tháng gì đấy. Con này của em cả hình có mua mới không? Tất cả nói chung là đều mới hết đấy. Nói chung là chơi game gì gọi full cấu hình. Cái con giờ X này thì nó ấy rồi. Nhưng về ấy thì về chuyên môn thì con này cũng gọi là tương đối thì... Con này mà chơi game thì ok, nhưng mà làm đồ họa thì không ok. Đó. Tại con này nó chuyên game biết lại nào thế nào. Ok nha, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Lại là mình, vững máy tính đây. 10 triệu của mình đây anh em ạ. Tất cả những cái gì anh em nhìn thấy trên màn hình có giá là 10 triệu nha anh em nhé. Bộ máy tính này là mình thanh lý lại của một bạn khách hàng, bạn ấy cũng ở Hải Phòng. Mình thanh lý được tầm 4 hôm anh em ạ, nhưng mà chưa có thời gian làm video. Hôm nay mới có thời gian quay cho anh em đây. Tiền thì thanh toán rồi. Đầu tiên là một con màn hình này. Một cái con màn LG rất là đẹp nha anh em nhé. Mã là LG 24MK430H-B này. Đấy, một cái con màn LG 24 inch tấm nền IPS. Và con này nó có date rất là cao luôn. Tháng 10 năm 2019 nha anh em nhé. Thì từ khi mà nó mới phát hành cái con màn này đến nay thì nó mới được tầm 2 năm thôi. Và khách thì cũng mới sử dụng được tầm 1 năm anh em ạ. Con này là khách, cả cái bộ này là khách mua mới ở Hà Nội Com. Mua được tầm 1 năm rồi. Đấy. Màn thì rất là đẹp luôn. Nói chung là gần như là đẹp như mới. Lâu lắm thì mình mới thanh lý được một cái bộ cây mà từ giá cả đến cấu hình nó ưng ý như này anh em ạ. Kính thì còn nguyên ni lông trong này. Không cần bóc ra luôn. Ni lông trước thì không còn anh em ạ. Cây thì tương đối là bụi nhá anh em nhá. Nhưng mà cái bụi này là bụi mới anh em ạ, chứ không phải là bụi lâu ngày. Bụi lâu ngày thì trông nó kinh mà nó kép vào cơ, chứ còn bụi mới này. Anh em chỉ cần lấy một cái chổi quét sơn anh em vẩy qua là nó hết bụi ngay. Chứ còn những cái cây máy tính mà nó cứ sạch quá hoặc là linh kiện thì sạch mà linh kiện thì bẩn thì anh em phải xem lại nhé, bởi vì là nó có sự chênh lệch về ngoại hình như thế thì là khả năng là người ta đã tháo ra vệ sinh hay là có cái vấn đề gì người ta tháo ra để người ta sửa chữa anh em ạ. Còn cứ bụi đều như này thì là đẹp nha anh em nhé. Thì cái linh kiện đầu tiên chắc là anh em đang nhòm ngó con cạc màn hình này đúng không? Đã, đây là một con cạc màn hình rất là hiếm trong cái thời điểm hiện tại. Chính mình cũng đang rất là thèm cái con cạc màn hình này anh em ạ. Đã. Thì tí nữa mình sẽ review. Đầu tiên là mình sẽ review cho anh em thanh RAM trước nha. Một thanh RAM DDR4 8GB có bớt là 2666, một thanh RAM đến từ Aversi. Và cái con RAM này nó có tản và có LED nha anh em nhé. LED nó hình như mình nhớ là màu xanh hay sao anh em, màu xanh dương hay sao. Cái LED của con Aversi này thì nó không đẹp đâu anh em. Cái LED con này thì nó chỉ có sáng nhấp nháy thôi, chứ còn nó không kiểu sáng xong rồi nó chuyển màu đổi màu đâu, nó chỉ nhấp nháy một màu thôi. LED này là LED đơn sắc nha anh em nhé. Đến với linh kiện thứ hai sẽ là một con SSD cắm khe M2. Và con này nó sẽ có mã là XMG SX600LPLine 256GB nha anh em nhé. Và con này nó là chuẩn LVMe. Thì những cái con SSD mà cắm khe M2 đấy thì nó sẽ có hai cái chuẩn phổ thông. Đấy chính là LVMe và SATA nhé. LVMe thì nó sẽ tốc độ sẽ nhanh hơn SATA. Có cả tản này anh em này. Đấy, có cả tản cho SSD cắm trên bên luôn. Một con cạc màn hình đến từ Gigabyte nha anh em nhá. Và nó sẽ có mã là đây. Mã này anh em. SX570 4GB
gaming. Ok chơi anh em, RX570 gaming 4GB nhá. Đó. Một cái con cạc màn hình được rất là nhiều anh em châu thủ cũng như là game thủ thèm khát trong cái thời điểm hiện tại. Cái bộ máy tính này là mình thanh lý được 4 hôm rồi, nhưng mà đến hôm nay mình mới có thời gian mình quay được. Thì cái hôm cái khoảng thời gian mình thanh lý đấy thì tiền ảo nó hình như nó vẫn đang đỉnh điểm hay sao ấy. Còn hôm nay thì mình nghe phong phanh là nó tiền ảo nó xuống rồi anh em ạ. Thì con cạc màn hình này nó cũng đỡ hot đi rồi. Còn đâu nó lên xuống như nào thì nó lại còn tùy cái thị trường nữa cũng chưa biết được. Nhưng mà nói chung là bây giờ để mà tìm được mỗi con RX570 kể cả cái bản 4GB như này mà hàng người dùng đẹp như này, hàng người dùng mua mới đẹp như này thì quá là hiếm nha anh em nhé. Bởi vì những cái con như này đấy thì chỗ châu đã nhốt hết rồi. Cái bộ này là bạn khách của mình là mua Hà Nội Com là mua mới tinh trọn bộ là tầm trên 19 triệu và mới mua được tầm 1 năm và hơn 5 thôi. Đấy, và về nhà dùng đến cái thời điểm hiện tại là thanh lý cho mình này. Đây anh em nhìn chưa? Anh em nhìn ngoại hình chưa? Con 570 này mã gaming nhưng mà nó không có backplate đằng sau, nếu có tấm backplate thì nó sẽ đẹp hơn. Anh em nhìn này. Sạch không? Sạch không? Sạch không? Anh em thấy có sạch không? Chết rồi. Thanh lý nó phải như thế này nó mới là thanh lý. Cảm giác mua những cái con máy của người dùng ấy, người ta mua mới trọn bộ về xong đến lúc người ta không có nhu cầu nữa người ta bán đi đấy, nó sướng cực anh em ạ. Cảm giác nó mình mua về nó an tâm an toàn, chứ còn đi mua mấy con máy ối rồi ôi xong là cứ chắp quen nọ xong lại vá kia xong rồi dâu ông nọ cắm còng bà kia đấy, thì mua về cảm giác nó hên xui nhiều lắm anh em ạ. Và cái khoảng thời gian tháng 3 năm 2020 này thì anh em mới có thể mua được cái con này mới nhá, chứ còn kéo gần về đây ấy thì không thể đâu. Con này mua mới thì cũng chả có gì để review, nói chung là khá là đẹp. Và về hiệu năng của nó thì anh em cứ xem tiếp cái video của mình nhá, tí sẽ có phần test game cái con này cho anh em xem. Linh kiện tiếp theo sẽ là một cái con nguồn Zetec này, Zetec 600W. Mình thì thường thấy cái hãng Zetec này nó làm những cái con nguồn công suất ảo, những con nguồn lắp máy văn phòng không chơi game là nhiều hơn. Nhưng mà với cái mã này thì nó là công suất thực nhá anh em nhá. Với mã này nó là công suất thực và nó có thể câu kéo được cái cấu hình này. Con này thì mình nhớ là khoảng tầm 1 năm rưỡi trước ấy thì giá nó dao động khoảng tầm 1 triệu, 1 triệu mốt một con nguồn này mới tinh nhá. Và hình như là cái đít của nó là có cả đèn nét anh em ạ. Cái đèn quạt đây là nó có cả đèn nét đấy. Linh kiện tiếp theo sẽ là một con main B365M Pro 4 đến từ AS Rock nha anh em nhá. AS Rock này. Con main này thì nó cũng tương đối nhiều option nha anh em nhá. 4 khe RAM này. Dual Vega này, công nghệ AMD CrossFire này. Đấy. Cái khe Vega đầu tiên sẽ được bọc giáp rất chắc chắn nha anh em. Loáng thoáng i5 anh em ạ. Máy đang sử dụng một con i5-9400F nha anh em. Anh em nhìn rõ chưa? Ok chưa? Và cái con này thì mình sẽ để nguyên cái tản nhiệt chip với này quạt nha. Và mình test game cho anh em xem nè. Xem là với một cái con máy mà mua mới sử dụng được tầm 1 năm rưỡi rồi thì cái keo tản nhiệt nó còn tốt cho cái việc mà anh em chơi những cái tựa game nặng không nhá. Nguyên tem Hà Nội Com này anh em. Đấy. Về vỏ thì máy đang sử dụng mỗi con vỏ của GameMax nhé, GameMax nha anh em. Và nó sẽ có 3 cái dải led ở đằng trước này. Led này thì anh em có thể đổi màu theo ý thích được này. Nó có cái nút ở trên này này. Nút ở trên này. Trên này anh em sẽ đổi chế độ màu. Đây, nó có cái nút ở trên này, anh em có thể đổi chế độ màu này. Đấy, đổi một màu nhiều màu này. Bây giờ như thường lệ thì mình sẽ show cho anh em cái cấu hình trước khi đi vào test game nhé. Chip i5-9400F, công suất tiêu thụ max là 65W này, xung 2.9 này, 6 nhân và 6 luồng. Và cái hiệu năng của con i5 này đấy thì mình đánh giá là so với con i3-10100 hoặc là 10105F ấy thì hiệu năng của nó sẽ nhỉnh hơn khoảng tầm 10%, trên dưới 10% tùy cái nhu cầu của anh em so với con 10100F nhá. Main ASRock B365M Pro 4, RAM DDR4 8GB single bus 2666 nha anh em nhé.
bớt 266 đây. Mà là G. Hiện tại nó đang nhận bớt RAM là 266 nha anh em. Và cấu hình này Max thì nó chỉ nhận tầm 266 thôi. À thôi, graphic này là chưa nhận anh em ạ. Cả một thời chưa nhận, không biết là có phải reset lại win không thì mình sẽ bật thêm một cái phần mềm nữa xem đã nhận thế nhanh không. Đây, GBUZ thì đã nhận RX570 này, 256 bit nhá, một cái số bit rất cao anh em ạ. DDR5 4GB, chuẩn 4GB rồi. Anh em đang đến với tựa game đầu tiên là GT5 nhá. Và mình thấy cái chỉ số FPS khả năng nó đang bị khóa rồi anh em. Chơi thì tương đối là mượt luôn. Úi giời, mình sẽ show anh em cái setting nhá. Độ phân giải Full HD 1080 này. À, giới hạn FPS đã bật này, khả năng mà không tận dụng được hết cả màn hình, mình sẽ tắt đi nhá. Và cái setting hiện tại đang VDI2 anh em ạ, mình sẽ cho lên VDI hết. Cho hết lên VDI2 cho nó dùng cho nó sướng anh em. Như mình sợ là một cái thanh RAM 8GB này nó không tải được anh em ạ. Nếu mà cấu hình này thì anh em lên lắp hai thanh 8GB thì nó sẽ ok hơn. Ok, quay lại với GT5 ở cái mức setting là VDI2. Và mình đã tắt giới hạn FPS đi. Thì FPS nó được tầm gần 100 anh em ạ. Trên 100 rồi, trên 100 rồi. Với cái mức setting hiện tại thì cảm hình nó đã sử dụng gần như là 100% hiệu suất rồi. Nhiệt thì cũng chỉ tầm 64 độ C thôi. Một cái con RX570 chơi full loát cả màn hình mà nhiệt độ lên có tầm 6 mấy độ C này là tương đối là mát nha anh em. CPU thì sử dụng có 58% hiệu suất thôi. Nói chung là với cấu hình này anh em có thể lắp thêm RAM và livestream được cái tựa game này luôn nhé anh em. Với mỗi con tảng tốc bình thường mà sử dụng tầm 1 năm rưỡi rồi, chưa vệ sinh vệ sinh cả nhiệt, CPU có 55 độ C thôi thì anh em vẫn có thể sử dụng thoải mái nha, chưa cần phải vệ sinh đâu. RAM thì mình nghĩ là với cái setting hiện tại và với cái game này thì nó phải sử dụng lên tầm 7-8GB cơ, chứ còn 5GB là chưa tối ưu được về RAM nhé anh em nhé. RAM hẳn thiếu hụt đấy anh em ạ. Này, mình sẽ show anh em cái setting này. Setting độ phân giải Full HD 1080 này, render 100 này. À, về Lào, mình sẽ cho lên Ultra nha anh em, Ultra đi. Ultra là không biết là Ultra thì hơi giật anh em ạ. Ultra thì hơi giật. CPU thì chỉ hoạt động 50% thôi, cả hình thì full loát rồi. Nói chung là với những cái tựa game tầm trung mà ở cái mức setting cao như này thì anh em nên sử dụng hai thanh 8GB. Nó bớt nó cao một chút để anh em chạy đua nó sẽ ổn định hơn và nó sẽ ngon lành hơn nhá. Chứ còn với một thanh 8GB mà anh em chạy max setting như này thì mình nghĩ là cũng không ổn anh em ạ. Nếu mà chỉ số FPS như này thì mình thấy nó còn thấp hơn cả cái con GTX 10603GB hôm nọ mình test trên cái con máy giả lập cơ. Nói chung là anh em vẫn cứ phải lên một thanh RAM nữa anh em ạ. Cứ phải lên một thanh RAM nữa cho lại chạy đua nó mới chất được. Anh em có nhìn thấy cái lỗi gì ở trên màn hình không? Anh em nhìn này,
Đấy, đồ họa nó kiểu sao anh em ạ. Anh em nhìn này, những cái nháy nháy bên dưới này. Đấy, những cái nháy nháy này là thường nó rơi ở lỗi cả màn hình là nhiều anh ạ. Cả màn hình thì với cái tựa game mà ăn càng như này thì nó lên tầm 70 độ C rồi. Và full note 100% rồi. Cả màn hình đứng yên nhá anh em nhá, cả màn hình đứng yên luôn. Vẫn cử động bình thường, vẫn chơi bình thường. Nhưng mà cái hiển thị hình ảnh nó bị lỗi anh em. Anh em chờ mình chút nha, mình sẽ lấy hai thanh RAM 8GB mình lắp vào thử xem như nào. Mình sẽ lắp hai thanh 8GB và mình chơi thử như nào nhá anh em. Con này hiện tại nó nhận bớt RAM có 2133 thôi, thì mình sẽ vào mình bật cái bớt cao lên. Kết game cho nó sướng. Vẫn bị nha anh em nhá. Vẫn bị này. Thì cái lỗi này mình nghĩ là một là do bản thân cái con cạo màn hình này, hai nó là cái phần mềm ở trên ổ cứng của mình, hoặc là cái con dòng cạc AMD này thì nó cần cài thêm cái gì đấy hỗ trợ để chơi cái tựa game này bình thường, hoặc là cái tựa game này nó không tương thích với cái dòng dòng cạc của RX. Thế là mình suy đoán thế. Thì nếu anh em nào mà biết nguyên nhân chính xác thì anh em có thể bình luận bên dưới video giúp mình nhá. Vẫn cài cú cái tựa game PUBG anh em ạ. Mình sẽ setting lên mức cao nhất nhá. Và hiện tại là mình đang sử dụng hai thanh RAM để nó chạy đua. Setting lên Ultra đi. Đó. Chơi cho em thử xem như nào. Đấy, lên Ultra thì với hai thanh RAM chạy đua thì nó đã nó vẫn thế anh ạ. À cũng cao hơn, cũng cao hơn. Vừa lấy được tầm 4 mấy 4 41, bây giờ là tầm 60 rồi. 5 mấy 60, và chơi mượt mà con này ổn định hơn nhá anh em nhá. RAM thì đã ăn lên 9GB rồi kìa anh em. Ngon luôn anh em ạ. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nhá. Nếu anh em thấy video hay và hữu ích, anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Bản thân mình nhìn thấy là bỏ ra 10 triệu để thanh lý về cho mình cái bộ máy này thì quá là ok anh em ạ. Còn đâu ý kiến của anh em như nào thì anh em nhớ để lại bình luận bên dưới video nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.